Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ bảy ngày 19 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Chương trình với những nội dung đáng chú ý sau. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất và kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống nhà máy Z111 trực thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng. Bắc Yên tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, triển khai kế hoạch phục hồi du lịch Việt Nam, tuổi trẻ thuận châu trung sức tình nguyện vì cộng đồng. Bây giờ mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết. Sáng ngày 19 tháng 3, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã tham dự lễ đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất và kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống nhà máy Z111 trực thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng 19 tháng 3 1957, 19 tháng 3 2022. Lịch sử của nhà máy trong 65 năm qua là lịch sử của công trường 12 của những cái tên Z1, V111, Z111 với những chiến công, thành tích cơ bản vững chắc và toàn diện, là lịch sử hào hùng trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, vẻ vang trong thời kỳ đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất cho nhà máy Z111, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng do đã có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu, phát triển sản xuất các thế hệ xung bộ binh mới, hiện đại, đáp ứng yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và hiện đại hóa quân đội góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch Quốc hội cho biết, ngay sau khi thành lập nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ cần cấp và quan trọng nhất của chúng ta lúc này là việc quốc phòng, đánh giặc trước hết phải có vũ khí. Người đã chỉ thị thành lập phòng quân giới với hàng trăm binh công xưởng đã làm nên kỳ tích quan trọng góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp có thể nói, lịch sử ra đời và phát triển của nhà máy Z11 gắn liền với quá trình phát triển của ngành quân giới Việt Nam. Nhà máy luôn giữ vị trí là một trong những cơ sở công nghiệp quốc phòng có vị trí rất quan trọng với nhiệm vụ chính là sản xuất và sửa chữa các loại vũ khí bộ binh. Nhà máy đã hai lần vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang và Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Nhiều thế hệ cán bộ, công nhân viên nhà máy đã trưởng thành được điều động đi xây dựng các cơ sở công nghiệp quốc phòng và trở thành những hạt nhân nòng cốt các tướng lĩnh trong ngành quân giới và công nghiệp quốc phòng Việt Nam. Chủ tịch hội đề nghị Tổng cục công nghiệp quốc phòng, Bộ Quốc phòng cần tập trung nghiên cứu quán triệt bám sát đường lối chủ trương, các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng. Tiếp tục tham mưu chiến lược để triển khai có hiệu quả nghị quyết số 08 ngày 26 tháng 1 năm 2022 của Bộ Chính trị về đề mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Bộ Quốc phòng sớm báo cáo chính phủ và chính quốc hội khóa 15 thông qua luật công nghiệp quốc phòng, động viên công nghiệp nhằm tạo hành lang pháp lý và huy động mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển công nghiệp quốc phòng. Thực hiện nghị quyết số 06-2021 của Ban chấp hành Đảng Bộ Tỉnh về phát triển công nghiệp chế biến nông sản tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030, hiện nay toàn tỉnh đang tập trung giả soát quy hoạch, thu hút đầu tư, phát triển các chuỗi liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp để có các vùng nguyên liệu đạt chuẩn và nguồn hàng liên tục phục vụ chế biến. Để nâng cao năng lực chế biến bảo quản nông sản, ngành công thương đã tập trung giả soát kết quả thực hiện quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt và đề xuất phương án để xây dựng quy hoạch chung của tỉnh, trong đó tiếp tục tập trung vào các giải pháp quy hoạch phát triển công nghiệp chế biến gắn vùng nguyên liệu với các khu cụm công nghiệp như trình bổ sung quy hoạch khu công nghiệp Vân Hồ, mở rộng quy mô khu công nghiệp Mai Sơn giai đoạn 2 từ 150 ha lên 312 ha. Trình lập dự án đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp, đề xuất xây dựng phương hướng phát triển công nghiệp, phương án phát triển các cụm công nghiệp, trong đó đặt mục tiêu đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến để đến năm 2025, tỉnh Sơn La trở thành trung tâm chế biến nông sản của vùng Tây Bắc. Đến nay, toàn tỉnh đã thu hút được 32 cơ sở chế biến nông sản, trong đó tập trung vào các khu vực Mai Sơn, Mộc Châu, thành phố Sơn La. Các sản phẩm chủ yếu gồm cà phê, chè, tinh bột sắn, đường, sữa và các loại quả. Bên cạnh đó, toàn tỉnh đã phát triển được 543 cơ sở chế biến long nhãn, xoài mận, 25 kho bảo quản lạnh. Thời gian qua, huyện Mai Sơn đã phối hợp với các sở ban ngành của tỉnh thu hút đầu tư các dự án sản xuất công nghiệp theo quy hoạch, ưu tiên các nhà máy chế biến sâu, tái chế, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, khai thác hiệu quả khu công nghiệp Mai Sơn, các cơ sở sản xuất và chế biến công nghiệp trên địa bàn. Hiện nay trên địa bàn huyện Mai Sơn có một số nhà máy lớn như nhà máy xi măng, nhà máy tinh bột sắn, nhà máy đường, nhà máy gạch tuy nhen đang hoạt động hiệu quả. Đến nay khu công nghiệp Mai Sơn đã có 10 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư, trong đó có 9 doanh nghiệp, 100% vốn đầu tư trong nước và một doanh nghiệp vốn FDI với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng trên 800 tỷ đồng. Các nhà máy đang hoạt động trên địa bàn huyện Mai Sơn đã có những đóng góp quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của huyện, là động lực thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế và góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần giải quyết việc làm cho hơn 6.000 lao động và nâng cao mức sống cho người lao động địa phương. Huyện Mai Sơn khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, tăng hàm lượng giá trị gia tăng trong sản phẩm xuất khẩu, bảo vệ môi trường và phát triển vùng nguyên liệu bền vững. Dự án trung tâm chế biến rau quả Doveco Sơn La được khởi công từ tháng 9 năm 2020. Hiện nay thì đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ thi công, dự kiến giai đoạn 1 của nhà máy được khánh thành vào tháng 5 tới đây. Theo kế hoạch cuối tháng 3, việc lắp ráp nhà xưởng sản xuất chính sẽ hoàn thành. Việc lắp đặt hệ thống công trình phụ trợ sẽ được triển khai hoàn thiện trong tháng 4. Toàn bộ giai đoạn 1 của nhà máy sẽ hoàn thiện trong tháng 5 năm 2022. Hai dây chuyển chính sẽ đi vào hoạt động là dây chuyền đồ hộp và dây chuyền lạnh IQF sẽ chế biến toàn bộ sản phẩm xoài, ngô ngọt, đậu tương, rau và dứa. Về kế hoạch phát triển vùng nguyên liệu phục vụ nhà máy, đến nay trung tâm đã ký hợp đồng và triển khai trồng mới gần 300 hectare dứa, 143 hectare chanh leo, 200 hectare ngô ngọt, đậu tương rau, rau chân vịt. Cây dứa dự kiến tháng 6 năm 2022 bắt đầu cho thu hoạch quả. Theo kế hoạch năm 2022, Trung tâm chế biến rau quả Doveco La sẽ thu mua khoảng từ 20.000 đến 25.000 tấn xoài để đưa vào chế biến ngay tại Sơ La. Ngày 17 tháng 3 năm 2022, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 38 về chương trình phòng chống dịch COVID-19. Quan điểm của chương trình tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo thống nhất xuyên suốt sự phối hợp quản lý chặt chẽ đồng bộ hiệu quả của các cấp ủy đảng, chính quyền từ trung ương đến địa phương, huy động hệ thống chính trị đặc biệt là ở cơ sở, tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu các cấp các ngành, kết hợp hài hòa phương châm, bốn tại chỗ và hỗ trợ từ các cấp các ngành, phát huy cơ chế bám sát thực tiễn linh hoạt trong chỉ đạo điều hành của chính phủ huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân huy động các bộ ban ngành các tổ chức chính trị xã hội các tổ chức xã hội các tổ chức thiện nguyện các cá nhân doanh nghiệp tham gia công tác phòng chống dịch lấy người dân là chủ thể là trung tâm là động lực là mục tiêu mọi hoạt động đều hướng về người dân để tạo sự đồng thuận chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của nhân dân đặt sức khỏe tính mạng của người dân lên trên hết trước hết đảm bảo cho người dân được tiếp cận với các dịch vụ y tế ban đầu ngay từ cơ sở, gần nhất, sớm nhất, nhanh nhất, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân, giảm thiểu tối đa các tác động bất lợi đối với người dân, vận động hướng dẫn người dân thực hiện 5K hoặc các biện pháp phòng chống dịch phù hợp và tiêm chủng vaccine toàn dân miễn phí, bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, phòng chống dịch theo phương thức quản lý rủi ro, chuyển từ mục tiêu kiểm soát số ca mắc sang kiểm soát số ca nhập viện có nguy cơ cao, rất cao và tử vong. Căn cứ tình hình dịch bệnh, chuyển biện pháp phòng chống dịch COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B. Sẵn sàng kịch bản cho mọi tình huống kể cả khi dịch bùng phát mạnh trên diện rộng, vượt quá năng lực của hệ thống y tế và tình huống của biến chủng mới nguy hiểm hơn. Tăng cường tính tự chủ, tự động trong phòng chống dịch, tận dụng những thay đổi biến nguy thành cơ tăng cường năng lực phòng chống dịch cho các cấp, đặc biệt là tuyến cơ sở, hình thành các cơ chế điều hành vùng, liên vùng trong phòng chống dịch, bảo đảm hài hòa, chặt chẽ, hiệu quả giữa các biện pháp phòng chống dịch với các biện pháp khôi phục và phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thưa quý vị, sau Tết Nguyên đán nhâm dần, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, số ca mắc gia tăng nhiều ca bệnh không có triệu chứng và không rõ nguồn lây, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh trong cộng đồng. Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Bắc Yên đã chỉ đạo các xã thị trấn tăng cường các giải pháp phòng chống dịch nhằm kiểm soát hiệu quả dịch bệnh trên địa bàn. Thời gian gần đây, các ca mắc COVID-19 trên địa bàn huyện Bắc Yên liên tục tăng nhanh. Tính từ mùng 1 tháng 1 đến trung tuần tháng 3 năm 2022, huyện Bắc Yên đã ghi nhận gần 3.500 ca mắc COVID-19, trong đó chủ yếu là các ca gây lây nhiễm trong cộng đồng, Số ca đã điều trị khỏi là 1.471 người, số F0 đang điều trị là 2.025 người. Trước tình hình của dịch COVID-19, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Bắc Yên đã tập trung chỉ đạo các xã thị trấn tăng cường đẩy mạnh công tác truyền thông tại các bản tiểu khu, thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, hạn chế tối đa tình trạng tập trung đông người, tích cực tham gia chiến dịch tiêm vaccine mùa xuân phòng COVID-19. Trạm y tế thị trấn Bắc Yên đã siết chặt các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 khi người dân đến khám bệnh, khai báo y tế ngay từ cổng vào. Ngoài ra trạm còn tăng cường công tác truyền thông, truy vết đối với các trường hợp có tiếp xúc hoặc tiếp xúc gần với các ca bệnh. Hiện tại tỷ lệ người đến test nhanh tại trạm y tế đã phát hiện nhiều ca mắc mới khó khăn tại hiện tại. Thứ nhất là lực lượng con người và thứ hai nữa là về bảo hộ phòng chống dịch chưa đáp ứng được nhu cầu trong phòng chống dịch. Đối với các trường học trên địa bàn huyện đã và đang nỗ lực triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh nhằm đảm bảo sức khỏe cho học sinh, tăng cường công tác tuyên truyền tới các bậc phụ huynh, học sinh, nâng cao nhận thức phòng chống dịch bệnh cho trẻ. Đồng thời, nhà trường thường xuyên hướng dẫn cho học sinh đeo khẩu trang đúng cách, quy trình rửa tay xà phòng, tăng cường chế độ dinh dưỡng, theo dõi sức khỏe của trẻ hàng ngày. Nhà trường cũng đã uh, tuyên truyền uh, với các hình thức như là pano, áp phích và tuyên truyền trên nhóm Zalo cũng như là uh, MI của nhà trường và các nhóm lớp. Và hàng ngày thì nhà trường vệ sinh môi trường lớp học phun uh, khử khuẩn, vệ sinh các đồ dùng uh, các lớp học thường xuyên và thực hiện uh, tuyên truyền tới các bậc cha mẹ phụ huynh học sinh và giáo viên thực hiện tốt 5K xác định nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19 là hết sức cấp thiết, không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Huyện Bắc Yên tiếp tục đẩy mạnh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân theo hướng dẫn của Bộ Y tế, tăng cường công tác truyền thông dưới nhiều hình thức, đa phương tiện nhằm nâng cao ý thức của người dân, tránh tâm lý chủ quan, không gây hoang mang, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thông tin cập nhật từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Sơn La trong ngày 18 tháng 3, Sơn La đã tiếp tục ghi nhận thêm 3.652 ca mắc COVID-19 tại địa bàn 12 huyện thành phố. Như vậy, tính từ ngày 1 tháng 1 đến sáng ngày 19 tháng 3, số người ghi nhận mắc COVID-19 ở tỉnh Sơn La đã nâng lên 104.925 ca, trong đó có 61.449 ca đã khỏi bệnh, 43.468 ca đang điều trị, có 9 ca tử vong, 1 ca năm 2021. Toàn tỉnh đã tiêm trên 1.760.600 mũi cho người từ 18 tuổi trở lên, trong đó tiêm mũi 1 đạt tỷ lệ bao phủ 99,6%, mũi 2 và 3 đạt 94%. Tiêm gần 271.200 mũi cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi đạt tỷ lệ 99,5%, bao phủ mũi 1, 92,2% bao phủ mũi 2. Thưa quý vị, dịp nghỉ lễ dỗ tổ Hùng Vương và dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùa 1 tháng 5 năm nay, Cán bộ, công nhân viên trước và người lao động sẽ được nghỉ bao nhiêu ngày? Và sau đây là thông tin chi tiết. Cụ thể, ngày Dỗ Tổ Hùng Vương ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch là ngày mùng 10 tháng 4 năm 2022. Dương lịch rơi vào Chủ nhật nên người lao động sẽ được nghỉ bù vào thứ hai tuần kế tiếp ngày 11 tháng 4, tức nghỉ liên tục 3 ngày từ ngày mùng 9 đến ngày 11 tháng 4. Ngày 9 tháng 30 tháng 4 và ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 chung vào thứ bảy và chủ nhật là ngày nghỉ hàng tuần nên người lao động được nghỉ bù vào thứ hai ngày mùng 2 tháng 5 và thứ ba ngày mùng 3 tháng 5 của tuần kế tiếp tức nghỉ 4 ngày liên tục từ ngày 30 tháng 4 đến hết ngày mùng 3 tháng 5. Lịch nghỉ trên áp dụng với cán bộ công chức viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội các cơ quan tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định hai ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp. Ngay sau khi có quyết định chính thức mở cửa lại hoàn toàn hoạt động du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã phù hợp với Tổng cục Du lịch, Quỹ Phát triển Du lịch Việt Nam đã thông báo kế hoạch triển khai nhiều kế hoạch phục hồi ngay từ cuối tháng 3, trong đó có hội trợ du lịch lớn nhất cả nước, diễn đàn phục hồi du lịch định hướng mới, hành động mới là sự kiện mở đầu cho kế hoạch kích cầu và phát triển du lịch. Hội trợ du lịch quốc tế Việt Nam 2022 sẽ được tổ chức trong 4 ngày, từ ngày 31 tháng 3 đến ngày 3 tháng 4 tới. Đến nay, dự kiến có trên 300 gian hàng với sự tham gia của các doanh nghiệp, cơ quan quản lý xúc tiến du lịch từ 52 tỉnh thành trong cả nước. Một chuỗi các sự kiện quy mô quốc gia sẽ được tổ chức để bàn thảo, góp ý những vấn đề để phục hồi du lịch sau đại dịch COVID-19, từ vấn đề sản phẩm du lịch, nhân lực du lịch, kích cầu du lịch nội địa và quốc tế. Cho đến nay, đã có 6 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký tham gia sự kiện quan trọng này là Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Đài Loan và Thổ Nhĩ Kỳ. Để cho các doanh nghiệp du lịch được đến gặp gỡ tại đó để trao đổi thông tin, để khắc phục những cái mà khó khăn của cái thời kỳ Covid, để mở cửa sang một trang mới để phát triển ngành du lịch của chúng ta. Cái nội dung thứ ba là để các nước trong khu vực và trên thế giới biết rằng Việt Nam của chúng ta đã là an toàn. Đến giờ phút này chúng ta phải mở cửa. Để thực hiện. Hội trợ VITM lần này nó như là một sự kiện mở đầu để chúng ta mở ra tất cả những cái gì cần phải điều chỉnh, cần phải xem xét để cho ngành du lịch chúng ta bước vào một cái chặng đường mới cũng gian nan không kém gì giai đoạn vừa qua bởi vì chúng ta đã trải qua một cái khó khăn, một cái thất, một cái khủng hoảng rất lớn và đi lên từ khủng hoảng thì cần phải quyết tâm hơn, mạnh mẽ hơn và cái hội trợ lần này nó thể hiện cái quyết tâm của toàn ngành du lịch Dự kiến, các doanh nghiệp du lịch và hàng không sẽ tung ra tại hội trợ hơn 10.000 tour kích cầu, 100.000 vé máy bay giá rẻ, hơn 1.000 quà tặng. Hỗ trợ du lịch quốc tế 2022 kích cầu du lịch còn bằng việc đa dạng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu đa dạng và đã thay đổi của khách du lịch sau dịch COVID-19. Thưa quý vị, bằng sức trẻ, sự năng động bản lĩnh, thời gian qua, tuổi trẻ huyện Tuần Châu đã đảm nhận thực hiện nhiều công trình phần việc mang đậm dấu ấn thanh niên, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới ở địa phương. cứ mỗi tháng một lần, đoàn viên thanh niên ở bản Sen To, xã Tông Cọ lại cùng nhau dọn vệ sinh, thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, trồng và chăm sóc cây xanh. hoạt động thường xuyên này không chỉ là dịp để các đoàn viên gặp gỡ, trao đổi sinh hoạt mà còn giúp phong trào thanh niên tại bản trở nên xuyên suốt thu hút nhiều đoàn viên thanh niên tham gia gắn bó lâu dài với tổ chức đoàn. Dưới sự chỉ đạo của cấp trên, tôi và các đoàn viên trong bản trong những năm qua đã xây dựng nông thôn mới cùng xã, ví dụ như là làm đường nông thôn mới, dọn dẹp vệ sinh môi trường, giúp đỡ những gia đình có công. Tôi thấy những chương trình này rất là có ý nghĩa để chúng tôi có thể góp sức trẻ À, vào trong an sinh xã hội của trong xã Phong Bản. Là xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm nay, đoàn xã Tông Cọ đã chỉ đạo các chi đoàn tổ chức dọn dẹp khơi thông cống rãnh tại bản, tu sửa được 2 km làm mới hơn 300 m đường giao thông nội bản, xây 15 bồn hoa khuôn viên ủy ban nhân dân xã và chăm sóc cây xanh, thu hút trên 400 lượt đoàn viên tham gia. Tôi mong muốn rằng trong thời gian tới đoàn viên thanh niên và bà con nhân dân sẽ luôn phát huy cái sức trẻ, sức khỏe của mình để tiếp tục tham gia xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu là đến cuối năm 2022 là Tông Cọ sẽ đạt chuẩn nông thôn mới, khang trang và xanh sạch đẹp. Thực hiện các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng một cách linh hoạt phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, Đoàn xã Tông Lạnh đã tổ chức các chương trình như tình nguyện mùa đông, tháng thanh niên, ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới thu hút trên 500 lượt đoàn viên thanh niên tham gia tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19, tặng 4 xuất quà trị giá 600.000 đồng cho các gia đình thương binh liệt sĩ, tiếp nhận và tổ chức trồng 50 cây xoài giống do Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi Tỉnh và Đoàn Thanh niên huyện Tận Châu tặng cho gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn ở Bản Hua Nà, xã Tông Lạnh. Là một đoàn viên của xã Tông Lạnh khi được tham gia các hoạt động của đoàn thì tôi cảm thấy là rất là ý nghĩa và cũng góp một phần sức nho nhỏ để hoàn thành các hoạt động và chương trình đấy. Để tinh thần sung kích vì cộng đồng lan tỏa sâu rộng đến lực lượng đoàn viên thanh niên trong huyện, Đoàn thanh niên huyện Thuận Châu đã triển khai nhiều chương trình hoạt động nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội ở những vùng còn khó khăn. Phát huy tinh thần sung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong tham gia giải quyết các vấn đề về an, an sinh xã hội với điểm nhấn là chương trình tuổi trẻ Thuận Châu cùng Người, nếp, người nông dân tiêu thụ sản phẩm nông sản gây quỹ ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19. Từ năm 2021 đến nay, đơn vị đã tổ chức được trên 185 buổi tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho đoàn viên thanh niên, thu hút hơn 9.000 đoàn viên thanh niên và nhân dân tham gia, trao tặng 1.000 khẩu trang y tế và 750 kính chống giọt bắn cho trung tâm y tế huyện tuần châu, làm mới và sửa chữa được hơn 5km đường giao thông nông thôn, trồng 14.560 cây xanh triển khai vườn ươm thanh niên với 1.000 hạt giống, tặng trên 910 xuất quà cho các hộ gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vượt khó, vận động 450 lượt đoàn viên thanh niên tham gia giúp đỡ ngày công lao động cho 32 hộ gia đình, thương binh liệt sĩ, người già neo đơn, xây dựng cầu dân sinh. Những hoạt động tình nguyện chung sức vì cộng đồng không chỉ mang ý nghĩa nhân văn, đem lại giá trị thiết thực mà còn là hoạt động kết nối lực lượng đoàn viên thanh niên giúp các bạn trẻ có cơ hội được cống hiến tài năng, lòng nhiệt tình, được rèn luyện và trưởng thành. Chương trình thời sự xin tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Phát hiện các đối tượng lắp đặt sử dụng trạm phát sóng di động để phát tán tin nhắn rác bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt nhà tù Sa La. Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông cùng lực lượng chức năng vừa phát hiện 3 đối tượng lắp đặt sử dụng trái phép trạm phát sóng di động để phát tán tin nhắn rác. Đây là vụ thiết lập trạm BTS giả để phát tán tin nhắn rác đầu tiên được các đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp chặt chẽ hiệu quả với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng như các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an triển khai phát hiện trong thời gian vừa qua. Cụ thể, ba đối tượng bị bắt là Bế Văn Trường lắp đặt trái phép trạm BTS trên địa bàn quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh, đối tượng Trương Đức Dương lắp đặt trái phép trạm BTS trên địa bàn quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, đối tượng Hoàng Quốc Anh lắp đặt trái phép trạm BTS trên địa bàn quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ trong 24 giờ từ khi phát hiện vụ việc, các đơn vị liên quan đã xác minh được đối tượng. Vị trí phát tán tin nhắn rác và tạm giữ ba đối tượng cùng thiết bị thực hiện hành vi phát tán tin rác. Đối tượng thực hiện hành vi vi phạm đã sử dụng kỹ thuật viễn thông, công nghệ thông tin để gửi các tin nhắn rác, tin quảng cáo dịch vụ, tin nhắn giới thiệu các trang web cờ bạc đến máy điện thoại người sử dụng, không loại trừ khả năng có các tin nhắn xác thực cho dịch vụ cung cấp xuyên biên giới vào Việt Nam hoặc tin nhắn giả mạo các tổ chức tín dụng ngân hàng để lừa đảo người dân. Vụ việc có mức độ sai phạm lớn có khả năng gây ra ảnh hưởng tác hại nghiêm trọng, đặc biệt các đối tượng khai nhận được đối tượng người nước ngoài giao cho các trạm BTS không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có tên thiết bị, không có thông tin nhà sản xuất để thuê phát tán tin nhắn rác tại khu vực có nhiều người qua lại. Qua phân tích của các đơn vị nghiệp vụ cho thấy, thiết bị các đối tượng sử dụng ngoài việc gây can nhiễu tần số vô tuyến điện ảnh hưởng đến hoạt động cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp viễn thông, ảnh hưởng đến việc sử dụng dịch vụ của người dân thì còn có thể thực hiện một số hành vi có tính chất hết sức nguy hiểm. Từ vụ việc nghiêm trọng đó, Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an khuyến cáo người dân khi nhận được các tin nhắn yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, tin nhắn có nội dung chứa các đường link liên kết tin nhắn từ số điện thoại của người thân hỏi vay tiền thì không nên thực hiện theo yêu cầu của các tin nhắn này hoặc ấn vào các link trên tin nhắn để đề phòng bị kẻ xấu lừa đảo. Theo công ty Điện lực Sơn La, dự báo về nguồn cung điện trong năm nay sẽ còn nhiều khó khăn, nhất là thời điểm nắng nóng và nhu cầu sử dụng điện tăng trong quá trình phục hồi kinh tế của khách hàng. Chính vì vậy mà ngành điện khuyến cáo khách hàng sử dụng tiết kiệm điện để đảm bảo lưới điện vận hành linh hoạt an toàn, nhất là thời điểm bước vào mùa nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Chỉ tính riêng trong tháng 2 năm 2022, sản lượng điện tiêu thụ đạt con số 58,16 triệu kWh, tăng 109,05% so với cùng kỳ. Công suất giờ cao nhất trong tuần đạt 192,48 MW, tăng 31% so với cùng kỳ. Dự báo về nguồn cung điện trong năm nay sẽ còn nhiều khó khăn. Do vậy, công ty Điện lực Sơn La yêu cầu các đơn vị ra soát chủ động xây dựng kế hoạch chương trình, giải pháp cho từng mục tiêu cụ thể, đặc biệt chú trọng các chỉ tiêu về giảm tổn thất điện năng, độ tin cậy cung cấp điện, xuất sự cố, phương thức vận hành kinh tế trên cơ sở kết nối lưới điện hiện trạng của đơn vị, chủ động theo dõi thông số vận hành các đường dây 110 kV, đề xuất các dự án đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn, thay công tơ điện tử, đồng bộ công tác quản lý kỹ thuật và vận hành kinh doanh bán điện, triển khai chương trình điều chỉnh phụ tải, tăng cường công tác tuyên truyền sử dụng điện an toàn hiệu quả, đặc biệt là trước cao điểm mùa nắng nóng. Công ty Điện Sơn La cũng khuyến nghị khách hàng sử dụng điện an toàn tiết kiệm, không sử dụng cùng lúc nhiều thiết bị cùng một thời điểm. Sử dụng các thiết bị điện có tem dán nhãn tiết kiệm năng lượng đối với các sản phẩm làm mát như điều hòa, tủ lạnh và quạt. Trong những năm qua, công tác bảo tồn di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La luôn được tỉnh Sơn La quan tâm, ưu tiên bố trí nguồn vốn và huy động các nguồn lực xã hội hóa để triển khai thực hiện công tác gìn giữ, bảo tồn, phát huy giá trị của khu di tích. Xây dựng năm 1908, Nhà tù Sơn La đã giam giữ 1007 lượt tù nhân cộng sản. Năm 1962, Nhà tù Sơn La được xếp hạng di tích quốc gia. Năm 2015, Nhà tù Sơn La được xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt. Từ năm 2019 đến nay, tỉnh Sơn La đã đầu tư gần 6 tỷ đồng để trùng tu, sửa chữa các hạng mục tại di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La. Bên cạnh đó, bảo tàng tỉnh còn đẩy mạnh tuyên truyền giới thiệu hình ảnh về di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La để nhân dân trong cả nước, du khách nước ngoài biết đến ngày một đông đảo hơn. Giai đoạn 2022-2025, tỉnh Sơn La tiếp tục triển khai thực hiện quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị các di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La theo quyết định số 687 ngày 5 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ. Với sự quan tâm của các cấp các ngành, di tích quốc gia đặc biệt Nhật Tù Sơn La sẽ sống mãi với thời gian là địa chỉ giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống uống nước nhớ nguồn cho các thế hệ trẻ. Thưa quý vị và các bạn, để bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ dịp đầu năm 2022, lực lượng quan Sơn La đã tăng cường công tác kiểm tra an toàn phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ tại các chợ dân sinh, trung tâm thương mại trên địa bàn. Qua kiểm thực tế, lực lượng chức năng đã chỉ ra những tồn tại thiếu sót gây mất an toàn về phòng cháy cháy, nâng cao ý thức đề cao cảnh giác của người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy. Kiểm tra thực tế tại Trung tâm Thương mại Vincom Plaza Sơn lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã được ngay đơn vị báo cáo tình hình tổ chức triển khai nhiệm vụ công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại cơ sở kiểm tra và hướng dẫn đơn vị thực hiện đầy đủ các điều kiện về bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Qua công tác kiểm tra, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy con tỉnh đã kịp thời phát hiện các vi phạm, thiếu sót để hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ xảy ra cháy nổ, sự cố, tai nạn. Để đảm bảo công tác phòng chống phòng cháy cháy tại cơ sở thì chúng tôi thường xuyên thứ nhất là đào tạo và tuyên truyền về công tác phòng cháy cháy đối với lại là nhân viên cũng như là các nhân viên bán hàng tại trung tâm thương mại. Công tác thứ hai nữa là định kỳ thường xuyên bảo trì hệ thống phòng cháy chữa cháy của cơ sở để luôn luôn là vận hành an toàn. Hiện nay toàn tỉnh có tổng số 98 chợ và trung tâm thương mại. Đây là một trong những loại hình cơ sở tiềm ẩn nguy cơ cao về cháy nổ. Phòng Cảnh sát Phòng Cháy Chữa Cháy và Cứu nạn Cứu Hộ đã tham mưu cho các đơn vị liên quan xây dựng phương án và phối hợp thực tập các tình huống chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn kết hợp tuyên truyền đến với người dân và doanh nghiệp, nhất là các hộ kinh doanh tại các chợ và trung tâm thương mại, các biện pháp bảo đảm an toàn trong sử dụng điện, nguồn nhiệt, hướng dẫn cách sử dụng bảo trì hệ thống chữa cháy và kỹ năng thoát hiểm an toàn khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Hàng năm thì uh, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng như là cơ sở cũng đã tổ chức thực tập các cái phương án chữa cháy định kỳ và tất cả các cái tình huống trong cái phương án chữa cháy đều được thực tập và lực lượng công an cũng đã tổ chức thực tập vào ban đêm để nhằm nâng cao được cái ý thức sẵn sàng chiến đấu như là tham gia chữa cháy của các cái lực lượng trong ban quản lý chợ như lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở cũng như là các hộ kinh doanh trong chợ. Chúng tôi hiện nay cũng đang chỉ đạo các cái đơn vị là tập trung xây dựng cái mô hình điểm về chợ an toàn phòng cháy cháy trong thời gian tới không riêng gì đối với chợ lĩnh vực chợ mà còn hiện nay cái thời tiết vừa rồi cũng đã băng giá rồi hanh khô cho nên chúng tôi cũng đang phối hợp với lực lượng kiểm lâm tới đây cũng sẽ tổ chức các cái đoàn kiểm tra kể cả về rừng để làm sao đó để nâng cao cái ý thức cảnh giác cho người dân là những địa điểm có lượng người mua sắm tương đối lớn nên ngoài sự cố gắng nỗ lực của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thì mỗi đơn vị kinh doanh nhất là các chủ doanh nghiệp và các chủ hộ kinh doanh buôn bán cần đề cao ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành các quy định phòng cháy chữa cháy góp phần đảm bảo an toàn tính mạng tài sản của mình và cho mọi người. Nội dung thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Dự báo thời tiết trên địa bàn tỉnh Sơn La mây thay đổi, không mưa. Sáng sớm có sương mù vài nơi. Ngày nắng, độ phổ biến từ 50 đến 99%. Nhiệt độ các huyện trong tỉnh Quỳnh Nhai từ 22 đến 34 độ, thành phố Sơn La 21 đến 33 độ, Mường La 23 đến 37 độ, Mai Sơn 20 đến 32 độ, Yên Châu 22 đến 34 độ, Sông Mã 22 đến 34 độ, Bắc Yên 20 đến 31 độ, Phù Yên 24 đến 33 độ. Mộc Châu 18 đến 29 độ, Sóc Cộp 22 đến 34 độ, Vân Hồ 18 đến 29 độ, Thuận Châu 22 đến 34 độ.